Bên mình vừa mới tổ chức một cái phiên livestream xong và bây giờ là mấy giờ rồi đây? Bây giờ là 23 giờ 33 phút đêm. Thì trong cái phiên live ngày hôm nay thì có rất nhiều bạn comment theo kiểu tiêu cực là lùa gà này, dàn dựng này, thuê người này để chuyển khoản đặt cọc hay là làm những cái video truyền thông liên quan đến giao sổ ấy. Thì trong video này thì mình cũng nói luôn là như thế này: nếu bạn nào phát hiện ra, cá nhân mình đi, ở trong góc độ cá nhân mình thôi, nếu mà có thuê người dàn dựng và nếu mà làm cái bất cứ cái thông tin nào không đúng sự thật đấy, thì mình sẽ cho các bạn 1 tỷ đấy. Và toàn bộ các cái khách hàng chuyển khoản đặt cọc trong cái phiên live bên mình nhá, thì toàn bộ là khách hàng thật hết. Và nếu các bạn mà phát hiện được ra bên mình dàn dựng cái việc mà chuyển khoản cọc ấy, thì riêng công ty sẽ chuyển cho các bạn 10 tỷ thêm 5 lô đất, và riêng cá nhân mình cũng sẽ cố vay thêm 2 tỷ nữa để cho các bạn thành tổng 3 tỷ. Thì đấy là những cái mà mình dám cam kết và mình khẳng định là bên mình hoàn toàn làm là sạch sẽ, công khai và hoàn toàn minh bạch, chứ không có bất cứ một cái chiêu trò gì ở đây. Còn thực ra là nói như thế này thì có thể là có bạn tin, có bạn không tin. Còn anh em mình còn gặp nhau bên ngoài đời rất nhiều mà. Chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài hoặc là gặp nhau ở bất cứ một nơi nào mà. Nếu mà mình mà có làm những cái trò đấy ấy, thì thứ nhất ấy, là mình sẽ không thể nào đi lâu dài được, và mình cũng sẽ không làm truyền thông. Cho nên là các bạn có quyền tin hoặc không tin. Còn về cá nhân mình thì mình luôn có sao nói thế, làm thật ăn thật, chứ mình không làm những cái trò kiểu chiêu trò hay là cò mồi hay là kiểu diễn đâu, hay là thuê người sắp xếp đâu. Mình cũng rất là mong các bạn có được 1 tỷ của mình và có được khoảng 15 tỷ của công ty mình.